kính chào quý vị, quý vị đang nghe bản tin 11 giờ 30 của báo Người Lao Động hôm nay thứ sáu, ngày 3 tháng 5. Kính mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa có chỉ đạo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương về triển khai thực hiện quy định đánh giá, xếp loại chất lượng theo hiệu quả công việc và chi thu nhập tăng thêm theo nghị quyết 8 trên 2023 của Hội đồng Nhân dân Thành phố. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi áp dụng của nghị quyết 8, căn cứ quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng quy định đánh giá, xếp loại chất lượng theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá phù hợp với đặc thù, điều kiện của ngành, lĩnh vực và tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị theo đúng thẩm quyền, đồng thời tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng và chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức phải đảm bảo chính xác, khách quan, nghiêm túc, công bằng, công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cao bằng, nể nang, thiên vị. Đại khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết nhiệt độ tháng 5 năm nay tăng cao hơn so với giới trung bình nhiều năm trước. Trong 10 ngày đầu tiên của tháng 5, Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nắng nóng và nắng nóng gây gắt giảm bớt so, những ngày cuối tháng 4 nhưng vẫn còn xuất hiện trên diện rộng ở cả miền Đông và miền Tây trong một vài ngày. Từ ngày 5 đến ngày mùng 8 tháng 5 có khả năng có mưa rào và dông rải rác với một vài nơi có mưa dừa, cục bộ có mưa to, đề phòng lốc xoáy, gió giật trong những cơn mưa dông. Sang 10 ngày tiếp theo, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, đề phòng dông, lốc xét, mưa đã có khả năng xuất hiện trong những cơn mưa dông nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 đến 37 độ C trong một vài ngày. Trong 10 ngày cuối tháng, Nam Bộ có mưa rào và dông trải rác, với khả năng có mưa dừa, mưa to trong một vài ngày, đề phòng lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh trong những cơn mưa dông. Ngày mùng 3 tháng 5, nguồn tin của báo Người Lao Động xác nhận công an huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị đang điều tra vụ việc phó chánh án tòa án nhân dân huyện này bị đâm trọng thương. Vụ việc trên xảy ra lúc hơn 14 giờ ngày mùng 2 tháng 5 và nạn nhân là ông Nguyễn Văn Quý, phó chánh án tòa án nhân dân huyện Cam Lộ. Ông Quý bị người đàn ông lao vào phòng, đâm trọng thương khi đang ở trong phòng làm việc của trụ sở tòa án nhân dân huyện Cam Lộ, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ. Phát hiện sự việc, nhiều cán bộ của đơn vị này đã khống chế đối tượng, sau đó bàn giao cho lực lượng công an huyện Cam Lộ. Ông Quý sau đó được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị với nhiều vết thương ở vùng bụng, bả vai. Tại phòng làm việc, một số vật dụng bị ngã đổ, dưới sàn nhà và trên bàn làm việc có nhiều vết máu để lại. Công an huyện Cam lộ đã tạm giữ hình sự nghi phạm và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Theo sở y tế tỉnh Đồng Nai, tính đến 7 giờ ngày mùng 3 tháng 5 các bệnh viện tại thành phố Long Khánh đã tiếp nhận cấp cứu 469 ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì băng. Theo đó, bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh đang điều trị cho 321 ca, xuất viện 19 ca, chuyển viện 11 ca, điều trị tại nhà 96 ca. Các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện đều ổn định, hiện bệnh viện đang tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân vào viện. Còn tại bệnh viện đa khoa Cao Su Đồng Nai tiếp nhận chữa trị 22 ca, trong đó có 9 trẻ em và không có ca nặng. Riêng tại bệnh viện Di Đồng Nai đang chữa trị cho 12 bé bị ngộ độc, trong đó có 5 ca bệnh nặng. Trong khi giá vàng miếng SCC tăng tiếp trước phiên đấu thầu, giá vàng nhận 24K các loại lại giảm tiếp, lúc 9 giờ ngày mùng 3 tháng 5, giá vàng miếng SCC được công ty vàng SCC niêm yết mua vào 82,9 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 85,2 triệu đồng mỗi lượng, tăng thêm 100.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Diễn biến đáng chú ý là trong khi giá vàng miếng tăng tiếp, thì giá vàng trang sức và vàng nhẫn 24k các loại lại giảm. Sáng nay, các doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn trơn mua vào 73,15 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 74,85 triệu đồng mỗi lượng, giảm thêm 100.000 đồng so với cuối ngày hôm qua, nếu so với trước kỳ nghỉ lễ, giá vàng nhẫn đã bốc hơi gần 800.000 đồng mỗi lượng. Giá vàng nhẫn và vàng miếng SCC có sự biến động ngược chiều trong bối cảnh kim loại quý trên sàn quốc tế trôi sụp quanh vùng, 2.300 đô mỗi ao. Hiện giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 2.301 đô mỗi ao, gần như không thay đổi so với cuối ngày hôm qua. Quý vị đang nghe podcast 11 giờ 30 của Báo Người Lao Động, sau đây là phần tin quốc tế. Một quan chức quốc phòng Mỹ cấp cao cho biết lực lượng Nga đã đến căn cứ không quân của Mỹ ở Niger, động thái diễn ra sau khi chính quyền quân sự Niger quyết định trục xuất lực lượng Mỹ khỏi nước này. Chính quyền quân sự Niger trước đó đã yêu cầu Mỹ rút gần 1.000 binh sĩ khỏi Niger, Quốc gia từng là đối tác quan trọng trong cuộc chiến của Washington chống lại lực lượng nổi dậy trong khu vực. Theo hãng tin Reuters, quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho biết, lực lượng Nga không tiếp xúc trực tiếp với quân đội Mỹ mà đang sử dụng một nhà chứa máy bay riêng biệt tại căn cứ không quân 101, nằm cạnh sân bay quốc tế Diory Hamani ở Niamey, thủ đô Niger. Động thái này của quân đội Nga khiến quân đội Mỹ và Nga gần nhau hơn trong thời điểm quan hệ quân sự và ngoại giao giữa hai nước ngày càng căng thẳng do xung đột ở Ukraine. Đồng thời Quyết định này cũng đặt ra câu hỏi về số phận của các cơ sở của Mỹ ở Niger sau khi Mỹ rút quân. Quan chức Mỹ cho biết chính quyền Niger đã thông báo với chính quyền của Tổng thống Joe Biden rằng khoảng 60 binh sĩ Nga sẽ có mặt ở Niger, nhưng không thể xác minh con số đó. Sau cuộc đảo chính ở Niger hồi năm ngoái, quân đội Mỹ đã chuyển một số lực lượng của mình ở Niger từ căn cứ Không quân 101 đến căn cứ Không quân 201 ở thành phố Agadez. Hiện chưa rõ thiết bị quân sự nào của Mỹ còn ở tại căn cứ Không quân 101 nơi Mỹ xây dựng với chi phí hơn 100 triệu USD. Nhóm tuyên bố tấn công tên lửa vào theo AV hôm mùng 2 tháng 5 là lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, một nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Nhóm này cũng từng tuyên bố thực hiện hàng chục cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria cũng như vào các mục tiêu ở Israel trong hơn 6 tháng kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng đổ đầu tháng 10 năm 2023. Theo Reuters, Israel chưa công khai bình luận về các cuộc tấn công do các nhóm vũ trang Iraq nhận trách nhiệm. Tờ Jerusalem Post cũng đưa tin tương tự, nói thêm rằng theo tuyên bố của lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, ngoài theo AG các cuộc tấn công còn nhắm vào Bezeba, thành phố lớn nhất ở sa mạc Nisef miền nam Israel. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục 11 giờ 30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình, Mỹ Quyên, Thanh Long xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.